núi Trà Cú nè, khu lịch Trà Cú. Hả? Đây là chập mắt rồi. Xe điện gì? Xe điện qua điện ra anh em ơi. Rồi mình ngồi gọn lại cho người khác. Quý thứ lên xe dự ảnh ngồi lanh gian thôi. Ủa sao chụp hình lá chiếu đi. Chụp hình lá chiếu. Còn gầu xe lửa. Xe lửa. Phiếu thì luôn hết. Thì có hàng dịch á, đi Nga chứ. Thì có cái lồng chơi nữa, à, đẹp. Đây đường đi bộ lên núi nè. Thì mình cứ ngồi à. Các bạn chuẩn bị chúng ta lên cấp tiêu nha. Đi bộ lên hả? Cấp tiêu. Biết đó, lần sau có đi vậy. Biết rồi. Tổng này chơi năng lượng một trận. Kệ cáp treo rồi, bye bye em vòng rồi. Thành ra bên đền á. Rồi, rồi. Qua đây có mấy cái cầu siêu đỏ kìa. À, siêu đỏ đỏ nè. Có view luôn rồi, có view rồi, có view rồi, đó. Siêu đen. Có view, có view, có view. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Siêu sơn mà, màu đỏ, mấy kia là mấy hàng giáp nè. Mình hàng giáp nữa. Bò cua. Cái này cái xe vừa đúng cái cua vừa đúng cái đường lỗ này luôn. Không phải cái loại cái bột nhiều lắm. Đúng rồi. Ủa trên kia đẹp rồi. Trên cái màu đồ. À, cú đó view đó. Rồi mình lên cái cầu thang màu tím kia mình lên nhà ga cấp treo nha. Rồi cảm ơn nha. Chụp hình ông hay lên ga ngay thẳng luôn. Cái này lát xuống chụp ha. Xuống cũng được. Lát xuống chụp bây giờ lên lên đỉnh cho đi. Trong chống che nè mọi người, trong chống người ta. Nay cũng phải chơi rồi, qua nhà chùa đúng rồi đây. Nó bán á. Nó bán nhầm 50 ngàn mẹ luôn rồi, tính như thế đâu. Nó nhà chùa cũng sao mà. Vé 300 lấy làm gì, 250 rồi. Ồ, view nè anh em. View sông nước luôn, có cá coi luôn. Cái này lát nó xuống chụp sau mình đi canh đỉnh trước. Người thú hả? Lát lát đêm vòng hết luôn.
thấy đây hơi bị đông, hơi bị nhiều view rồi đó, chụp hình cũng hơi. Lên nhà ga anh em. Nhà ga. Xếp hàng. Nhà ga. Ga nha anh em. Hai đứng ngàn mấy. Đúng rồi. Rồi. Đây cửa đóng lại. Bảo vệ. Có đồ mới xài. Có đồ mới xài anh em. Gom luôn. Cắt treo tà phú. Có á bảo vệ uống gì vậy? Bơm thuốc luôn hả? Ghê vậy. Quá đẹp luôn anh em ơi. Tà cú anh em ơi. Lên. Tính ra cái này ngồi được 6 người, 8 người, nhé mà nhét 8 9 người cũng được. Không mà cái cấp treo hơi sốc ta. Ừ, cái này không có êm bằng cặp bà đen. Không, cũng có mấy lỗ thông gió đồ. Mình hơi sốc một xíu. Cặp đi vô. Ê, tính là hấp chấm mà leo cái tới luôn á. Hấp chấm à. Nhưng mà mình không có thời gian đâu. Đúng rồi, không có thời gian leo. Trời ơi, máy view lần sau rồi, đẹp rồi. Quay thoải mái đi. Quay thoải mái đi. Tập điện thoại á, giơ ra ngoài quay. Đúng rồi. Xong mình nó cái cành. Bể điện thoại luôn. Đó anh em. View đó anh em. Anh em thấy gì chưa anh em? Là cú màu vàng nha, mình đi cấp màu vàng nha mọi người, màu vàng chứng tỏ là may mắn rồi đó. Đây là màu vàng có hai thằng thôi, bên kia núi, cái núi bên kia nữa. Mát mẻ quá anh em ơi, mát mẻ quá anh em ơi. Xuống à, đi đường bộ này. Đó có đường kia đó, dây đường dây điện đó à, có cầu thang đó. Đường ta đi nè. Đó, đi đường đó. Đó. Ờ, có đường đi hết ráo rồi. Đúng rồi. Lên vắng tham quan sớm, về sớm. Em thấy quay lên không đẹp mì xuống đâu. Cái cọng cáp này nó nhỏ hơn cọng cáp mà đen rồi nè. Ừ, sao bằng mà đen thôi. Nhỏ hơn bởi vậy cái cáp nó cũng nhỏ. Mà cách này đi chậm quá. Đi lên cũng chậm. Lấy đi xuống rồi đỡ nhanh hơn chút. Tu ở dưới kia nhà không. Rừng nó núi bệnh quá trời núi. Không biết núi gì, không biết đường lên. Quá trời luôn, xa xa núi quá trời luôn. Nói giờ chắc quá trời luôn anh em. Đi chắc đi đường sau lưng nãy vòng lên, đường này đá lên được. Ở đây nè. Chợ chồng nó ở dưới đây cây không à. Đường dây điện cây không. Cây không bích mấy đá bích, này sao bích đây. Cái nhỏ này nhìn dễ thương mà khó chịu. Ờ. Không có 6 người đâu, qua 4 người à. Nè, 6 người nè. Nhưng mà không có tới đâu. Không có tới. Mấy lúc treo đâu để phun được.
Hương mà quên mấy ép không ai đâu dám nổi ép. Thôi có mấy cái lỗ dưới đây là không khí vậy làm. Ừ. Như đi thang máy để phương tấn mà dám vô không? Ừ. Ví dụ 1.700 bản kêu liền. Tót tót. Mang chim kêu mọi người. Kêu riếu riếu không biết gì. Ừ. Đâu có ai đi nhiều đâu. Nhưng mình nãy đi giờ sớm. Thấy ai á? Đúng rồi, vắng. Mày đi mình đi lúc 8 giờ. Còn thấp người ta cũng không muốn lên, không muốn lên cả. Đúng rồi, ta cũng lên. Chứ lần người ta đi hôm qua hết rồi, hôm qua cũng nhiều. Không, chỉ nhiều thường ai leo núi. Đúng rồi, nhiều người. Chứ không có đi cá, leo. Có thời gian mình leo mẹ luôn á. Lần sau muốn leo nữa leo thử. Có gì cáp nghe không hấp dẫn nha. Đúng rồi, lên cái rạc cái tới mẹ rồi. Cường tới đỉnh rồi nè. Nghe không hơn thú. Nghe chán chát nữa. Tiết kiệm thời gian thôi, chứ tiết kiệm thời gian đỡ mệt thôi nhưng mà không có vui. Không có khách luôn. Đúng rồi. Mình nhìn xuống cũng ghê mà cũng cao mà cũng sao rồi. Ừ. 400 mấy. Ủa, nó hình như 600 mấy mà. 400 mấy à? 400 mấy, 600 mấy ta? 460 mấy á. Về coi bạn, về coi lại một bao nhiêu mét quên rồi. Chứ 600 mấy là dữ lắm á. 600 mấy là gần ngang ngửa Bà Đen luôn rồi. Gần... Đâu, chưa tới Chứ Giang sao qua Bà Đen. 600 mấy. Bà Đen 900 mấy lận. 600 mấy là cũng còn khá cách Bà Đen 200 mấy 300 nữa. Rồi đỉnh rồi bà con ơi, tới đỉnh rồi bà con ơi, đỉnh rồi. Cấp trên kia không có ai hết. Giờ chả có ai. Chả có ai lên xuống. Mình là những thằng đầu tiên lên đây à. Đi cái chỗ mà sớm nhất, giờ trễ nhất. Đúng rồi. Đỉnh, đỉnh cao. Đỉnh cao. Có được người hết chưa? Tua đã được 2 người. Tua được 2. Có cái đầu không? À có cái đầu nè. Con mình ổng à. Trời ơi. Con mình ổng. Cũng thắc mắc luôn. Con mình ổng. Tao gặp được con người rồi. Ừ. Ấm gặp quá trời. Con mình ổng ngồi trên coi. Cuối cùng tao gặp được người ta rồi. Đúng rồi. Cái này có 3 màu nha. Màu, các bạn màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Cáp bao có 3 màu thôi. Kìa chỉ xuống kìa. Ủa còn xuống nữa hả? Ủa gì kìa? Xuống nhà ga. À. Cái nó nằm trên đỉnh giống như kia luôn ha, cái này nó nằm xuống rồi. Lên đã rồi mà xuống nè. Dọn lát lên xong rồi xuống tiếp. Đây như là mình đi xuống á. Đúng rồi. Xuống mọi người, y chang như đi xuống luôn nè. Ôi trên này dở không nè, trên này là cái gì nè. Mica với bằng nhớ rồi không. Chứ không có xài xịn, không sắc. Màu cam nữa mọi người, 4 màu luôn. Màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu xanh dương. Ủa bên kia đẹp kìa. Trời ơi à, view nhìn thấy núi Phú Sĩ luôn. Giờ Phú Lẻ. Phú Lẻ. Trời ơi nó đẹp kìa anh em. Anh em thấy đấy. Đó. Không có ai luôn. Anh em thấy không có ai. Đẹp đến mức có 2 thằng luôn. Có 2 thằng anh em. Hai. Cái này bự nó bự dữ rồi ta. Bự. Có đi đâu ta bữa tôi coi. Cây bự lắm, cây đâu gấp gấp mấy chục tạ một người luôn. Chứ không phải gấp 10 nữa. Người chui vô cây luôn á. Yeah. Có bạc cả hai bên nó chui vô. Bữa coi đâu tôi quên. Hú dữ rồi. Xuống dốc. Hú có người xuống. À cái cây này cây số 12 nè, cây số 12 nè. 12 cây, 13 cây. À, lấy đưa bảo vệ kìa, coi chừng rớt á, cửa mở ra rớt á. Đồ bé đó, bé đó. Con gái, con gái. Hai đứa. Trong đứa nhỏ nè, trong mà nhỏ đâu. Đây thì sụp quá, con gái nhỏ. Thank you.
Ủa giờ đi đâu nữa? Ở đây, thử nè, đây có giờ. Kìa, có cái cầu thang chụp hình được à. Cửa nắng thấy mẹ luôn nè. Cửa này hơi nắng nha anh em. Mát mẻ luôn anh em, mát mẻ luôn nha, ngắm view chọn luôn. Kể cống dòm, cống dòm anh em, cống dòm. Ống dòm qua bên kia thế giới luôn rồi. Ống dòm nha anh em. Còn kính luôn anh em, kính luôn nè. Đó, còn kính nè anh em, ống dòm nè anh em. Đó, thấy gì không? Rồi thấy không thấy gì hết luôn. Ờ. Bỏ tiền vô mới thấy nè. À, đừng đi nè. Đừng đi đâu. Nè, đường này đường lên nè, đường bộ nè. Đúng rồi. Đường bộ rộng bến kìa. Đó, ngồi đường nữa là rộng. Kiến là chắc 10 ly. Vậy. Rồi đây chụp được cái ống dòm với lại cái cầu thang bảy màu, cầu thang cổng trời đồ. Nhìn qua thế giới bên kia luôn. Cánh cửa Doraemon nè, đây cánh cửa Doraemon anh em. Đây cánh cửa đây. Ủa con này con thiệt á, con thiệt nè. Thiệt á hả? Ờ. Đúng rồi, trong rồi. Hai con thiệt. Hai con thiệt. Ủa cái này đường đi đâu xuống đây nè? Này cái này nè. Đường nó xuống xuống luôn. Bán đồ chơi tiếp. Ủa tượng Phật nằm đâu? Trên đỉnh hả? Ngồi tranh thủ lên đó đi. Ủa tính ra tưởng đi cấp trên lên đỉnh, lên cấp là lên đỉnh Phật cũng lẻ chứ phải đi bộ thêm 500m nữa. Đúng rồi, vậy phải đi thêm 500m lên cái kia nữa. Phải vậy. Đúng rồi, nó mua ở dưới kia rẻ hơn, trên này mắc. Trên này cái gì cũng mắc hết rồi, nói gì đó. Trên núi mà giá này cờ không. Thế tính ra hay ở dưới đó chụp hình được nhiều hơn á. Có view chụp hình được nhiều hơn. Nó chế bậc thang đâu hết. Thấy cái này không ạ? Qua wow, có mấy cây bự cho bả đẹp nè, mấy cây giống cái thông Noel đó. Muốn bậc thang có bậc thang. Bậc thang rồi đó. Có cái tháp nè anh em. Có bậc thang nè anh em, có tháp nữa. Đúng rồi. Ở cái trái gì kia ta, cái trái gì vậy? Phải không? Không à. Wow. Đi tới rồi bật 500 bậc thang đâu. Hãy chụp cái cổng này được nè. Thấy không ta? Đây anh em, bậc thang đây. Cái này nhìn không đâu xa lắm đâu. Cái này bà nói ấy gì thôi chứ cái này đi cũng được 10 phút nữa. Đất liền không có chỗ tập rồi.
Đây anh em, chúng tôi sẽ lên cầu thang nha. Dù gần mà quá là xa, lũng lên hoa cứng trên ngọt. Phát luôn nhanh em, đứt. Lên nữa anh em. Oh. Rồi tới rồi. Tới anh em, không cảnh dưới. Này nó không mở cửa cho mình ra coi. Gỗ. Tượng Phật đang xây dựng lên nè. Này tượng Phật nè, đang bọc lại rồi anh em. Đó tượng Phật nè, bọc lại. Này tối quá, không có đèn nè. Nhà sao nè anh? Nên không có gì. Trời đóng đóng cây luôn à. Ok. Hơi đi lộng ngày hả giờ đi lộng. Đúng cái tháng này tu gỗ rồi, tu sửa rồi. Đúng rồi. Đóng hết luôn. À, vãi ê. Không, cái này trải nghiệm hay nè. Sao đóng nó mình ta, nó nói mình đã biết đi, mình khỏi lên. Trải nghiệm trải nghiệm. Thì chạy trong mấy cây lên giờ cái tu bổ. Tu bổ hết. Xin. Xin nè. Đúng. Không chừng nữa. Nhờ bay 250 tiền ngu rồi. Hả cái cây bự cho bá luôn à. Ủa vậy thôi hết rồi hả? Một cái tượng Phật đâu? Tượng Phật nào? Đi lẹ xuống ăn chi vậy? Hèn chi mấy ông kia đi sớm xuống sớm rồi. Con đi được không hết à? Có view nè, đi được nữa kìa, kia đi được nữa kìa. À, được khoảng ở trên rồi. Hay rồi, hay rồi. Để thử cái này trước rồi. Mười lăm năm nè. Mười lăm năm. Ông xưa.
sâu 15 năm. Sau 15 năm xây dựng ngôi chùa Linh Sơn, trường Thọ. Tùy tâm này ha. Đúng rồi. Tùy tâm. Có thông báo đó không? Ra dễ dễ hơn. Không phải cái thứ quá. Đây anh em. Mấy cái cửa này nó làm những cái hình này. Chúng ta sẽ vô. Ông gì đây? Đang tu sửa nè mọi người. Đây là toilet. Hết rồi, ăn sao toilet rồi, không có gì á. Đi dưới đất đi, đi này đi, chút có lầu sao? Lên luôn đi. Không, đi xuống đi. Xuống bên này dưới chết. Lên lầu chút xuống không? Ừ. Đất bên này nè, cái bên này. Cái lầu thì lên thấy có cái tượng thôi. Hẹn chỗ anh như cũng có 1 lầu 1 à. Ờ, 1 lầu à. Có lầu đó. Có cái tượng đó. Tượng đó đi đường nào vậy tôi? Vậy là bữa anh tới đây đóng cửa đúng rồi đó. À, khu gian hàng anh em. Ờ, đưa luôn. Nuôi gà. Này mấy con gà mấy con công. Nhân công luôn rồi. Nhân công. Nhiều hơn. Chìm chó, chó này, chó lông xù. Có thể giao thẳng cho bên đi ha. Giao thẳng. Đấy con này đẹp nè, con gà này đẹp nè. Gà đâu? Nè con này, con này đẹp nè. Con gà. Con công này nhìn. Con này nhân kỹ mà. Kỹ nè, bảy màu nè. Sập lại, nó nhân kỹ nè. Hơi hồi nha, mấy đứa này hơi hồi. Kìa đó con gì kìa? Con chuồn kìa. Chuồn gì? Chó không mèo. Trong chùa con nuôi mèo quá bự dữ vậy phải không? Ba con mèo, chó có con chó đọc không? Đi vườn cây đây hết rồi. Hoa rồi. Hoa chim, hoa tháp tượng Phật trên kia. Phật ở trên kia cao quá. Này tôi sẽ đi lên cái này nha anh em. Đây anh em, đây có mấy cái này. Mấy cái thờ nè. Mộ thờ hay cái gì nè. Bên kia đó có cái này rồi. Đây là một cái miếu thờ rồi đó. Tượng Phật nè. Tượng Phật. Cầm cái chưởng. Anh em, view xuống nè anh em. Đó, view qua. Đại tượng Vương Bồ Tát nè mọi người. Địa tạng Vương Bồ Tát. Đây nè, có view nè. Đó. Mỗi một cái tháp như vậy sẽ có một cái chùa. Rồi cái tháp đó mọi người.
Đây mọi người, di lạc bự cho bảo luôn mọi người. Bằng đá. Hả? Chà bá gì? Chà bá cái này hả? Cái con gì á? Không biết. Con vọt. Con khỉ chồng chà bá. Ở đây đẹp có khỉ à? Khỉ đâu? Lên rừng nhiều nó có. Này người Phật Di Lạc in trong đá luôn. Cười tươi quá ta. Cười quá ta. Đúng rồi. Quá trời view đẹp luôn anh em. Hả? Lát lên cái tháp này, lát lên tháp này lên tầng cuối cùng luôn, mình còn cần ngắm view xuống. Đó, không tháp cứ đừng lên đó, đây có mấy cái tượng. Hay chưa? Không cũng gần mà nhỏ xíu. Hay chưa? Ừ. Đang nói hay chưa? Phật nằm chỗ anh đó mọi người. Trắng trắng chỗ anh đó. Đây ba phải ba tượng nè. Phật Thích Ca Nam Hải gì à, Quan Âm. Đây người góc view này nè. Nó anh em thấy góc view này. Khá xịn sò luôn anh em. Đây là Phật. Này Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát nè. Đây Thế Chí Bồ Tát luôn rồi. Phật nằm nữa. Rồi, view nè. Đó. Đây nè, đây à. Anh em chúng tôi sẽ đi lên bậc thang nữa anh em. Lên nữa. Kè bự nè, cái này bự, rễ bự nè. Dưới đá không mọi người, dưới đá không. À, đừng leo bộ lên nè mọi người. Có đá leo nè. À, cái chỗ ngồi luôn tôi. Cái chỗ ngồi luôn. Ghê. Đuối. Có trái chuối không à? Lên. Rồi đừng bộ đi tắt cái rồi. Mình đi leo đây, vòng. Đúng rồi. Quan sát rất quan trọng nha. Lên anh em. Lên nó. Bự dữ ta. Bự quá. Chụp không hết được. Không có leo chổng không? Chứ mình leo lên quay được gì chắn nhách sao quay. Đâu á đâu quay được đâu. Đứng xa xa không có được. Đứng gần lại quay cái đầu cho rõ. Mà nó quay được trọn vẹn. Cái giống như cục con sát gì. Vừa cho bả luôn. Đó.
có đá đồ. Lên nha anh em. Thấy cái này quay lại cam trên được. Đúng rồi. Cái đầu từ máy móc. Sao lại sơn hết lại rồi. Không dân rồi. Đúng rồi. Ừ, chà bá luôn. Này mới không biết bao nhiêu mét nữa. Dài bao nhiêu mét, cao bự bao nhiêu mét. Bự dữ. Cái này mà tô màu nữa là ngon nữa. Có chứ. Lên đỉnh á, lên nổi không? Có hơi vậy. Thời gian rồi. Đừng thi công. Hết. Rồi. Anh em cái cáp treo gì mà nó không có mẹ gì á. À cáp đó cáp chở đồ chở hàng á. Vật tư của nó. Vật tư đúng rồi. Cáp mà đâu phải muốn gặp là gặp. Đúng rồi, dễ gặp được cái cáp đó. Rồi. Má hài đi chứ. Có con sông nước dưới rồi, có con kênh dưới rồi. Đó, đi qua con cò á. Con cò. Đi vòng tuốt này vòng qua. Con cò vòng qua. Vòng tuốt bên cổng ngoài đó. Thấy cổng không đó? Nó bị xa đó. Ra đúng rồi. Nên thôi, bỏ con cò đi. Đi đi cỡ 5-10 phút á, hơn 10 phút chút á. Mày đi vòng vòng này 5-10 giờ cho 10 phút thôi, 10 phút rồi đi vòng vòng này chụp này kia nữa, 2-30 phút. Đúng rồi. Mặt trời nó làm quá trời kìa. Làm năng lượng mặt trời mấy tấm nữa kìa. Nay mới làm sao này. Có nhiều đó miếng thì chắc không xin nhê gì mấy. Lo em, lo. Lo em. Ô lo em. Nhỏ nó cười được, đó cũng ghét quay qua cười nó đậu. Rồi. Tà cú. Rồi, ren rồi. Con người, em ơi ra đón anh nè. Ra đón anh nè, em là anh ơi, em à. Anh tới rồi em ơi. Nhỏ này nhỏ cũ, nhỏ mới à.